chưa từng cho phép mình thích xe Vision. Lỡ mua luôn anh em ơi. Cảm ơn chị gái rất nhiều. Sáng sớm tinh mơ mới 7:30 gõ cửa lọc cọc. Em ơi, mở cửa cho chị chọn xe được không em? Được chị. Chị gái rất là dễ thương và vui tính luôn nha mọi người. Đi chung với hai anh trai người thân của mình nữa. Nói chung là hỗ trợ cho chị gái trong công tác kiểm tra xe và bàn giao xe. Đó, chị gái rất là ưng ý và bây giờ mình bàn giao chị gái ra về thôi. Anh em nào đang có nhu cầu tư vấn xe thì cứ ghép ngay Zalo giùm cho Hoàng Mạnh là 0348 777 999 nha anh em.